Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay là Tết Tây này, ở chỗ mọi người thế nào rồi? Thì mình thì vẫn miệt mài nhập lòng sấy về để phục vụ mọi người nha. Đây là lòng sấy mẫu cũng khá mới bên mình, mẫu dạng trứng đó. Thì mẫu này nó hoạt động giống như cái bếp Marvel là cũng có quạt to chính giữa kìa, là hút không khí và hút hơi ẩm vào đó. Xong sau đó nó sẽ đốt hơi ẩm và không khí bởi cái thành nhiệt ở dưới và luồn từ cái dưới thảm này luồn lên. Nhưng mà cái lồng này thì là nhỏ hơn mà 1.000W đó, lồng này 1.000W nhưng mà nhỏ hơn. Thì mình thấy đây thì chắc bỏ vừa khoảng hai bé mèo là 5-6 kg nha. Thì các bạn cùng mình đi xem thử nó hoạt động như thế nào nha. Đây, dàn phím bấm cảm ứng rất là xịn sò này. Rồi bật lên thì chúng ta sẽ giữ ở nút này, nút on off đây. Đó, chế độ đầu tiên và thứ hai là mùa đông ấm áp và mùa hè bút giá đấy, tức là hai chế độ này á là nó sấy theo mặc định. Đó, cái chi tiết như nào là khi các bạn mua mình sẽ gửi các bạn hướng dẫn chi tiết. Nhưng mà nói chung là hai cái chế độ này thì rất ít khi mình dùng. Mình dùng là thường chế độ thứ ba và chế độ thứ tư. Thì các bạn chọn chế độ là các bạn bấm nút thứ hai này. Đó, sau đó chúng ta bấm cái nút thứ ba là sẽ chỉnh tối đa là 40 độ và chúng ta chỉnh nhiệt xuống. Thì sấy cho mèo thường chúng ta chỉnh từ 40 độ là ok rồi các bạn. Còn hẹn giờ này thì tùy vào mèo các bạn là to hay nhỏ thì chúng ta hẹn giờ. Như ở đây mình có thể tăng giảm này, tăng giảm này. Rồi ở dưới này cái thanh này là chỉnh quạt. Đó, chỉnh quạt này. Rồi, nếu các bạn mà dạng không sợ á thì có thể để cái mức quạt mạnh nhất. Rồi, nút ngoài cùng này là nút đèn nha. Đây khi mình bấm này. Tiếp tục này. Đó. Tắt này. Rồi, khi các bạn tắt rồi thì nó sẽ chạy một lúc. Chạy một lúc nó mới tắt hẳn để cho nhiệt nó bay ra ngoài hết đó. Thì trong lúc này mình giới thiệu nha. Này, cái khay dưới này các bạn có thể lấy lên để vệ sinh được. À, tí nữa mình sẽ kiếm cái bao gì ở dưới mình để này, gió lên rất là mạnh. Ở đây nó sẽ hút lông và hút hơi ẩm vào trong này và nó luồn xuống dưới này, nó thổi lên này. Hai bên này là hai ô cửa để mình thò tay vào, mình kiểm tra, mình check lông xem nó có khô chưa nha. À, như vậy là lông tắt rồi đó. Đây. Đó, mình kiểm tra xem thử, mình thò tay vô thử xem thử là nó tắt chưa, à khô chưa. Rồi, lồng này sử dụng điện 220 nha các bạn, cũng là 3 chấu. Thì nhà mình không có ổ cắm 3 chấu nên mình cắm vào cái ổ áp này thôi, chứ thực ra là cũng không cần. Sử dụng điện là 220V, điện phổ thông. Rồi, bây giờ mình sẽ cho em xám của mình vào nha. Thì cũng như đấy, ô gạch nhà mình là 60, thì các bạn có thể thấy cái thước này khoảng bề ngang này là 50, sâu về sau thì cũng 50 và cao là cũng 40 50 gì đấy. Đó. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ Zalo mình 0327 072 422 nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho em xám của mình vào xem thế nào. Tại em sáng của mình vừa mới tắm xong, lông vẫn còn ướt này. Đó. Thì mình sẽ cho vào. Bật lên. Chọn chế độ.
cho đẹp. Do đèn sáng á, nhưng mà do em sáng của mình à, nó hơi to á, nó che mất đèn mất rồi nên nhìn nó hơi tối tối thế đấy. Đó, mức sáng nhất rồi đó. À, như vậy là em sáng nhà mình là 7 kg thì chắc là vừa được một em. Các bạn thấy có thể là nước còn đang rất là nhiều này. Mình thấy ở đây là mình đang đưa vào cái trường hợp là khó nhất, tức là chủ chỉ lau sơ thôi, còn nếu các bạn lau kỹ hơn thì chắc chắn thời gian nó sẽ nhanh khô hơn. Đó, theo cá nhân mình thấy là cái lồng này thì để chân nó như mình để bên góc bên này, chân cũng rất là đẹp mà cũng rất là nhàn nha, thấm xong rồi cho vào trong thôi rồi máy sấy nó sẽ làm việc, mình chỉ đi làm các cái việc khác thôi. Nhà mình có rất là nhiều đồ tự động, như bên này là cũng có cái máy hút bụi này không, cho nó bây giờ là 4.0 rồi mà, để cho máy móc nó làm bớt thì mình có thời gian mình làm việc khác. Rồi, chúng ta xem thử nha. Như em sám của mình là được sử dụng lồng sấy 3 năm rồi cho nên là rất là quen. Đó, cho vào là ngồi bình thường, một số mèo khi mới vào á nó sợ bị nhốt á, thì nó sẽ hoảng sợ một chút. Mình sấy lần thứ hai, lần thứ ba nó sẽ quen hơn. Nên mình đánh giá mức độ thì có thể mình thấy cái này cũng hơi ồn đi. Nhưng mà mèo không sợ là được rồi nha, tại vì 1000W thì chắc chắn nó sẽ ồn hơn rồi. Còn về 1000W thì là bao nhiêu chữ điện thì một giờ là nó sẽ tiêu thụ một chữ điện. Một chữ điện ở nơi đang mắc nhất hiện nay thì khoảng 3000. Như vậy các bạn cứ đừng có lo, cứ để em nó trong này rồi sấy một tiếng chỉ thấy có 3000 tiền điện thôi. Mà em cũng rất là thoải mái tại vì ở ngoài trời bây giờ Đà Nẵng bây giờ đang rất là lạnh, khoảng 18-19 độ. Thì cho vào trong này là nhiệt độ 37-40. Rất là êm ái thì cũng không có vấn đề gì đâu. Nếu các bạn kỹ thì lâu lâu có thể 15-20 phút mình quay lại mình kiểm tra em nó một lần, mình check xem em nó có bình thường hay không. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ Zalo mình 0327 072 422 nha. Lồng này có chế độ ozone nữa, để tí nữa mình sẽ tranh thủ giới thiệu. Các bạn cứ bật nguồn lên xong ấn cái nút thứ hai á, ấn giữ trong 5 giây nó sẽ tự vào chế độ ozone. Tức là các bạn có đồ chơi cho mèo, khăn tắm các thứ các bạn bỏ vào trong này luôn, nó sẽ khử khuẩn. Ngoài ra thì bên mình là có nhiều loại làm lồng, làm từ lồng sấy, làm xưởng làm đấy, hoặc là chuồng nuôi. Sáng hôm nay mình mới nhận một công trình làm 10 cái chuồng nuôi cho một bạn ở Đà Nẵng, rất là vui. Những ngày cuối năm rất là bận rộn các bạn, cho nên là bạn nào đặt hàng thì cũng thông cảm với mình cũng sẽ cố gắng hết sức để cho đi cho kịp tiến độ trước Tết để các bạn có lồng dùng. Mình những ngày Tết ấy, thì mình thấy đa số mọi người hay đưa ra spa tắm, sau đó là đi sắm sữa làm đẹp. Thì theo mình là nên sắm một cái lồng sấy như này. Như bây giờ đây, nếu mình không quay clip cho các bạn thì mình tắm xong mình để đây thôi, rồi mình để mẹ để ở nhà nhờ mẹ mình kiểm tra giùm, còn mình sẽ ra ngồi làm những cái việc khác, rất là tiện.
đã 15 phút trôi qua rồi và như mình thấy thì cũng đã khô cơ bản rồi nha. Quay gần thì có thể là thấy lông mèo đang bay lên nè. Đó, thì do một số bạn khách đóng góp của mình á, clip dài quá khách xem không hết. Thì hôm nay mình dừng clip ở đây thôi. Còn bạn nào muốn xem nó có khô hay không á thì nhắn tin riêng mình sẽ gửi clip cho. Này, lông bay nè, bắt đầu lông thấy bay này rồi đó. Rất là đẹp. Và bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ Zalo mình là 0327 072422 nha. Đó, như mình sấy thì mình hay lâu lâu mình quay lại mình chơi với em để cho em đứng lên phải không? Đứng lên thì gió nó sẽ thổi vào trong cái chân rồi cái kẽ lông của nó dễ hơn, chứ còn nó cứ nằm rạp như này thì không có gió nào thổi nổi hết. Hàng bên mình là bảo hành từ 3 đến 6 tháng nha. Nhưng mà đảm bảo các bạn là cũng không phải để bảo hành đâu. Mấy cái đồ này nó rất là bền nha. Đồ làm nhà máy mà. Rồi, xin chào các bạn.